Vâng, trước khi vào video em giới thiệu chút cho các bác biết đây là kết cấu của những cái bộ âm thanh này để các bác nghe. Đó là cặp loa cao cấp đẳng cấp của dòng hãng Pioneer, cặp loa Y9 rất là mới nha các bác, cặp loa Y9 rất mới thì em đang bán cho các bác là giá 25 triệu. Cặp loa cực kỳ là đẹp nha, có e-can đàng hoàng hết cho các bác, tất cả là loa bãi về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Cặp loa sở hữu một watt 30, một chung, một chép điện và một lỗ thông hơi phía trước. Cặp loa Y9 là một cặp loa lừng danh, nó xứng ngang với cặp loa 180A. Nhưng mà cặp loa này giá cao nó hay hơn nha các bác. Bass thì y chang 180A. Và có âm ly là nguồn phát của video này, đó là âm ly D5 2045 mã, giá là 17 triệu. Và con CD S13 là mã limited kim giai mã DAC 23 triệu 5 ngàn. Tất cả là hàng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng. Âm ly và CD thì đẹp như mới, có loa rất là xuất sắc. Sau đây mời các bác nghe thử âm thanh của sản phẩm. Thank you.
Dạ.